Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 9 2020. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Trước khi vào đọc văn sao, con xin phép được thông báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 vào ngày 7 tây tháng 9. Tức là vài hôm trước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 7373 về việc cho phép các hoạt động kinh doanh như là vũ trường, quán bar, karaoke, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử, ca nhạc, phòng trà, cơ sở làm đẹp, v.v. đã được hoạt động trở lại. Tỉnh giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin, các sở ngành liên quan và các ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nêu trên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Các chùa, tự viện, tỉnh thất v.v. ở trong tỉnh Lâm Đồng cũng đã mở cửa cho Phật tử vào tham quan tu tập lại mấy hôm nay. Vì thế, tỉnh Thất Quan Âm hôm nay cũng sẽ mở cửa lại cho Phật tử vào cộng tu hàng ngày. Mỗi ngày tại khu chuyên tu vẫn phóng sanh vào lúc 8 giờ sáng. Chỉ riêng mỗi ngày Chủ nhật thì phóng sanh ở trên tỉnh Thất Quan Âm. Vào ngày Chủ nhật thì Thầy Nhuận Chánh sẽ đọc văn sao trước khi làm lễ phóng sanh. Xin thông báo cho tất cả quý Phật tử gần xa biết để về tham dự cộng tu và phóng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện sắc dục là bệnh chung của người cả cõi đời, chứ không riêng gì hạng trung hạ căn bị sắc mê hoặc. Dù là người thượng căn, nếu chẳng luôn canh cánh giữ gìn, luôn nghĩ kinh sợ thì cũng khó khỏi bị mê hoặc. Thử xem từ xưa đến nay, biết bao nhiêu hào kiệt lỗi lạc, kham làm thánh làm hiền, chỉ do chẳng phá được cửa ải này, đâm ra thành kẻ hạ ngu bất tiếu, lại còn bị vĩnh viễn đọa trong ác đạo chẳng biết là bao nhiêu. Nguồn gốc của dâm dục chính là nằm ở sự tham ái. Nếu tâm tham ái chưa đoạn trừ, thì dù có chế ngự được, cũng chỉ như cỏ chưa nhổ gốc, đến mùa xuân ắt lại mọc lên xanh tốt. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chúng sanh thuộc sáu đường trong các thế giới, tâm chẳng dâm sẽ chẳng bị sống chết tiếp nối. Ông tu tam muội vốn để thoát trần lao, dâm tâm không trừ chẳng thể xuất trần được. Người học đạo vốn để thoát lìa sanh tử, nếu chẳng đau đáo dứt trừ bệnh này thì khó thể thoát lìa sanh tử. Ngay như pháp môn niệm Phật tuy có thể đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu tập khí dâm cố kết sẽ bị cách ngăn cùng Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Câu chuyện người thợ Nam Kinh trích trong An Sĩ Toàn Thư. Vào mùa đông năm Tân Hợi thuộc niên hiệu Khang Hy, có một người thợ mộc ở Nam Kinh đến ngụ cư tại Côn Sơn. Ông ta gian dâm với vợ của một người bán mì. Người chồng phát hiện đưa cả gia đình tránh đi, đến ở một thôn khác. Chẳng bao lâu người thợ mộc lại cũng tìm đến thôn ấy. Một đêm nọ, người chồng đi ra ngoài, quay về nhà, bỗng nghe tiếng vợ mình tư tình với người thợ mộc trong nhà, liền tự mình mở cửa lẻn vào, trong bóng tối tay cầm con dao chém xuống, đúng ngay giữa đỉnh đầu người thợ mộc, anh ta cuộn cả tấm chăn mà lăn rớt xuống dưới chân giường. Người bán mì nghĩ rằng người thợ mộc đã chết, lớn tiếng kêu la hàng xóm mang đèn đuốc tới, vừa có ánh sáng liền chém chết luôn người vợ. Nhưng đến khi nhìn lại thì tên gian phu đã biến mất. Sáng hôm sau có người báo lên quan phủ, nhìn thấy ở một chỗ nọ giữa bụi cỏ lao có một xác chết.
Trên người không có quần áo gì, chỉ có một tấm chăn bị băng đóng cứng lại như keo. Cho người đến xem thì chính là người thợ mộc kia. Chỗ ấy cách nhà người bán mì một con sông lớn. Hóa ra đêm trước ông ta ôm tấm chăn mà bơi qua sông. Nước sông lạnh thấm vào vết thương trên đầu đóng băng, chịu không nổi mà chết. Lời bàn bị dao chém vào đầu, thật quá đau đớn. Bơi qua sông băng giữa đêm, thật quá rét buốt. Thi thể chết rồi lõa lồ phơi ra, thật quá xấu hổ. Vĩnh biệt vợ con, thật quá thê thảm. Mà tất cả những điều đau đớn, rét buốt, xấu hổ, thê thảm đó đều chỉ do một niệm tà dâm đưa đến, khiến phải chịu như vậy. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng Bồ Tát thấy sắc dục thì tránh xa như tránh hầm lửa. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ trai gái đều nên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đao binh nước lửa ôn dịch sâu rầy, hạn hán, lục lội, thổ phỉ, cường đạo và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oan gia gặp gỡ, vân vân. Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ gặp dự hóa lành. Dẫu là do định nghiệp tạo thành cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn, nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy, chớ nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế đề phòng sẵn. Câu chuyện cảm ứng do niệm Bồ Tát Quan Âm trích trong Tăng Biên Quan Âm Linh Cảm Lục. Triều nhà Thanh có Phật tử tên là Đinh Triều, là người rất tin tưởng Phật Pháp. Ông thường kể cho mọi người nghe về chuyện bà nội của mình. Bà nội của ông là Khổng Thái Quân, hai mắt bị mù đã 20 năm. Vào niên hiệu Càn Long nhà Thanh lúc mùa xuân năm Nhâm Tý, mọi người trong nhà đang vui vẻ đón mừng năm mới, thì bà lão rất buồn khổ, tâm trạng giống như là người bị nhốt trong ngục tối. Quá buồn tủi, bà nói với đứa cháu nội: Triều ơi, nội không thấy gì cả, sống mà như đã chết, nội chỉ mong sao trời Phật chỉ cho một con mắt của nội được sáng thôi, để nhìn thấy mọi người xung quanh thì cũng được mãn nguyện trước khi chết rồi. Triều nghe bà nội nói thì trong lòng rất xúc động, rưng rưng nước mắt, thưa với bà nội rằng: Nội đừng quá bi quan, con nghe rằng thần chủ đại bi rất linh nghiệm. Người nào bị bất cứ tai nạn, bệnh khổ nào mà thành tâm trì tụng, chắc chắn mọi sự đều được như ý nguyện. Nhưng con nghĩ thần chú này rất nhiều chữ nên con dạy nội cũng sẽ lâu thuộc. Chi bằng nội hãy chuyên tâm thành kính trì niệm 7 chữ thánh hiệu Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thì con chắc rằng mắt nội sẽ sáng lại. Bà nghe cháu nội của mình nói xong thì sanh tâm thành kính, ngày đêm kiền thành trì niệm thánh hiệu Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát không gián đoạn. Chưa được một tháng thì con mắt của bà quả nhiên sáng lại như xưa. Bà tự nhìn được những đường chỉ tay trên bàn tay rất rõ ràng. Một hôm bà bảo tất cả con cháu trong nhà và gia nhân đến đứng dưới lầu. Bà đứng trên lầu nhìn xuống nhận diện từng người một, rồi vô cùng hoan hỷ khi thấy rõ tất cả. Bà nói: Hai đứa cháu dâu về nhà này đã lâu mà già chưa biết mặt. Hôm nay luôn cả cháu chắt đều đủ mặt. Ta có thể trông thấy rõ từng mảng tóc vá trên đầu của chúng. Sự việc này nếu không phải sức đại từ đại bi của Quan Thế Âm Bồ Tát thì không ai có thể giúp cho ta được. Sau đó bà bảo Đinh Triều viết lại câu chuyện của bà và khắc bản lưu bố các nơi để giúp mọi người tăng thêm lòng tín ngưỡng với Đức Quan Âm Đại Sĩ. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy. Từ đấy kẻ nọ người kia bắt chước nhau chẳng biết là trái. Ví như dồi tựa ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng phải tham ưa vị ngon này.
bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thưởng phước khánh. Những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sanh, cúng tế quỷ thần, ngõ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sanh khi ấy. Thế nhưng hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát sanh tế thần, bèn vui mừng hớn hở coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ phải biến thành những giống vật ấy. Lúc bị người giết, có miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi. Như người chọn theo nghề nghiệp giết hại vật mạng, vốn cũng chỉ để tự kiếm lấy miếng ăn. Nhưng khi thọ mạng chưa hết mà phải chết yểu, chết oan, đều là do nghiệp ác đó mà ra, phải khủng hoảng sợ hãi, cũng đều là do nghiệp ác đó mà ra. Đến khi thọ mạng đã hết thì tái sinh làm thân súc vật đền trả nợ cũ, đều là do nghiệp ác đó mà ra. Phải sa đọa vào địa ngục cũng đều do nghiệp ác đó mà ra. Xem như thế thì chẳng phải chỗ được quá ít mà chỗ mất quá nhiều đó sao? Nếu người có lòng nhân hậu, mang lý nhân quả mà khẩn thiết, chỉ bày cho người khác để họ tránh được chỗ mất nhiều được ít như thế, ắt sẽ được vô lượng phước báo. Câu chuyện cảnh tượng quái lạ khi chết trích trong An Sĩ Toàn Thư. Họ Trịnh ở Hàng Châu mở quán ăn, có bán rượu, giết thịt đủ loại vật mạng. Đến khi sắp chết, ông ta nhìn thấy cả đàn súc vật cùng kéo đến đòi mạng. Người nhà đều nhìn thấy ông ta miệng la, gà đến kìa, thì hai tay giang ra đập xuống, dao động nhanh như cánh gà khi bị giết, lại la lên ngỗng đến kìa, thì làm bộ dạng như ngỗng lập tức vươn dài cổ, hai tay xuôi xuống dao động qua lại, miệng phát âm thanh đau đớn như khi ngỗng bị cắt cổ, rồi lại la lên ba ba đến kìa, lập tức làm bộ dạng giống hệt ba ba, đầu rụt lại, tay chân co quắp vào. Cứ như thế miệng hô tên một loài vật, thì thân hình lại bắt chước giống hệt như con vật ấy khi bị giết, đau đớn như bị cực hình rồi mới chết. Lời bàn, có người hỏi rằng tất cả đều do tâm tạo tác. Họ Trịnh sinh thời giết hại nhiều loài vật khác nhau, nên khi lâm chung nhìn thấy cảnh đòi mạng cũng có nhiều loài vật khác nhau. Như vậy trong đời sắp tới phải thọ thân duy nhất làm một trong các loài vật ấy, hay là không thọ thân làm loài vật nào trong số đó mà có cách riêng khác để thọ nhận quả báo ấy? Đáp rằng, nghiệp giết hại đã nặng, ắt phải chịu quả báo nặng nề trong ba đường dữ. Khi quả báo nặng trong ba đường ấy đã hết, sau đó mới tùy theo những oan nghiệt đã tạo mà phải dần dần đền trả từng món bằng mạng sống. Nếu ngày trước giết gà nhiều, ắt thọ báo giết gà trước nhất. Nếu giết ba ba nhiều, ắt thọ báo giết ba ba. Đối với các loài vật khác cũng thế. Giống như một người thiếu nợ nhiều người, món nợ nào gấp rút hơn, ắt phải trả trước. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thầy, khu chuyên tu tỉnh Thất Quan Âm. Hôm nay ngày 11 tháng 9, tỉnh Thất khu chuyên tu chi nhánh tỉnh Thất Quan Âm tiếp tục mỗi buổi sáng vào lúc 8 giờ làm lễ phóng sanh. Đáng lẽ hôm nay giáng nhàng phóng sanh ở dưới phòng mở internet mà không biết do sao phát được các nơi, nhưng mà trong vi tính lại không có phát được, cho nên giáng nhàng hôm nay phải lên đây phóng sanh với đại chúng. Thì có hai cái việc thứ nhất hồi nãy thầy Nhuận Minh cũng có thông báo, đó là cái việc mà tỉnh của mình đã giãn cách ly, tức là một số những cơ sở tụ tập vui chơi, rồi quán bar, rồi karaoke, một số những cái chỗ trò chơi điện tử vân vân, thì theo như báo Thanh Niên có đăng tải đó thì chủ tịch tỉnh đã ký, đã cho thư giãn, thì rằng vẫn kiểm soát bằng cách sát trùng tay rồi đo nhiệt độ, tuy nhiên họ vẫn bắt đầu sinh hoạt lại bình thường. Theo như cái thông tin đó thì tỉnh Thất Quan Âm cũng sẽ sinh hoạt lại Chủ nhật này một số quý Phật tử về cộng tu như bình thường. Mình đã xin phép với ban tôn giáo tỉnh là mỗi chủ nhật tỉnh thất mình được cộng tu.
Còn riêng những cái lễ lớn, ví Quan Âm thì cũng có xin phép, nhưng mà chúng tôi hôm trước cũng có thông báo tỉnh thất Quan Âm bây giờ là cái nơi tỉnh thất chuyên tu, nghĩa là để mỗi người giữ cái thời khóa ngày 4 thời ngoài chánh điện và ở trong phòng hộ niệm là niệm Phật xuyên suốt 24/24. Thì chúng tôi nghĩ cái mô hình đó đó thì không có dùng ở cái pháp hội để tiếp tục làm những kinh sám Phật sự, những cái pháp hội thì tổ chức lễ này lễ nọ đó thì đại chúng sẽ chuyên nhất. Nếu mà những người mà thực sự chịu chuyên nhất thì sớm thì 3 năm, trung bình thì 7 năm, mà dở ẹt như Giác Nhàn cũng 10 năm, 20 năm cuối đời thì mình cũng được vãng sanh thôi. Vì cái chuyện mình tu hành đó là cái việc mà Tổ sư Ấn Quang Ngài đã đưa ra cái khuôn mẫu để cho cái đạo tràng niệm Phật quanh năm thì không có được tổ chức cái kinh sám Phật sự pháp hội gì cả. Vì vậy cho nên thành ra tổ chức cộng tu chủ nhật như bình thường. Chúng tôi trong giai đoạn này thì chung với đại chúng ở dưới này là đang tịnh tu một thời gian để mình hàm dưỡng công phu. Và mỗi chủ nhật thì thầy Nhuận Chánh sẽ đọc văn sao do thầy Nhuận Minh soạn ra để đọc vào cái lúc buổi trưa tu xong á, trước khi phóng sanh á, thì đọc mỗi chủ nhật là điều phóng sanh trên tịnh thất Quan Âm. Vậy cho nên thành ra cái chương trình này Giác Nhàn nói kỹ và rõ hơn cho đại chúng biết và liễu tri về cái việc hồi nãy có một cái email người ta gửi vô, đó là một vị hương linh trong gia đình họ mất cũng 4 tuần rồi. Họ mất còn như tai nạn giao thông, và Phật tử này cũng có thường tu trên tịnh thất Quan Âm. Người nhà nằm mơ thấy họ về, họ thiếu áo, thiếu ăn, rồi gia đình cũng có cung cấp, có cúng thí vân vân, mọi thứ rất là đầy đủ. Thì trong gia đình có hỏi như vậy họ có siêu thoát chưa, nhưng mà sau này thỉnh thoảng họ có về. Cái việc mà mình cúng thức ăn, áo, quần vân vân và tụng kinh niệm Phật thì gia đình cũng có công phu niệm Phật. Nhưng mà cái việc mà để siêu thoát một vị hương linh cũng như là một con người còn sống mà để cho họ tu, để mà họ liễu sanh thoát tử hoặc họ đi đầu thai làm người đó, cái chuyện này cũng không phải dễ đâu. Nên chúng tôi khuyên cái gia đình mà gửi email đó, mà hình như chắc là buổi sáng cũng có tham dự phóng sanh đó, thì chúng tôi cũng khuyên rằng là không phải mình tụng kinh một ngày một buổi, cũng như người còn sống. Tổ sư Ấn Quang nói đến 3 năm, 5 năm, 10 năm mình có thể là nghiệp tiêu, trí rạng, chứng tận, phước sâu, rồi phước huệ nó mới đầy đủ, thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ mới được vãng sanh Tây Phương. Còn cái chuyện mà để mà người hương linh đó siêu thoát thì cũng phải tích lũy công đức khá là sâu dày, chứ không phải chỉ 1-2 buổi tụng kinh đâu, suốt 49 ngày. Qua 49 ngày vẫn tiếp tục siêu độ vong linh, tri tiến vong linh. Có nhiều người hỏi trong văn sao như vậy là người mất lúc còn sống niệm Phật tu hành tốt. Như vậy 49 ngày là có cần truy tiến không? Bởi vì là triệu chứng họ thấy cái hướng của họ là được vãng sanh. Tổ sư Ấn Quang nói là dẫu cho họ được vãng sanh đi nữa vẫn hàng ngày truy tiến hương linh, vẫn tụng kinh niệm Phật cho người còn sống, và công đức đó hồi hướng để họ thăng cao phẩm vị, tuy rằng họ về cực lạc. Còn cái việc này thì chúng tôi khuyên gia đình nên tiếp tục tụng kinh. Bởi vì mình tụng kinh 1-2 buổi mới có 4 tuần thôi, mình vẫn thấy người ta về thì cái công phu của mình nó chưa đủ sức để mà chuyển nghiệp cho họ. Một phần nữa đó là do họ chết bất đắc kỳ tử, hoặc giả họ chết mà họ chưa đủ cái phước báu để làm người hoặc siêu thoát, thì mình phải tiếp tục hồi hướng, kiên trì, không bỏ qua và không gián đoạn. Còn cái chuyện mình cúng đó thì họ hưởng được như vậy, nhưng mà cái phước của họ hưởng chỉ được một ngày thôi, thì họ đói họ về họ xin nữa. Có những người thì cái tâm lực họ cúng nó biến thực, biến thị, biến áo, biến quần, biến tất cả mọi thứ, do cái người cúng đó cái sức định họ sâu, họ biến được nhiều thì cái vị hương linh nó hưởng được nhiều. Tuy nhiên cái phước của người hưởng đó cạn quá cho họ chỉ hưởng trong thời gian ngắn thôi. Đó là cái vấn đề mình thấy rõ ràng, cũng như cái người còn sống đây cái phước họ ít cho nên họ phải ăn mày ăn xin, hoặc làm ở thuê làm mướn, hoặc là họ có tiền nhưng mà họ xài trong thời gian chỉ 1/3 đời hoặc nửa đời hoặc chưa hết một đời họ đã hết sạch phước rồi. Còn người cõi trời thì phước họ quá nhiều. Tuy nhiên cái người cúng đó là có cái sự mà gia trì, nhưng mà tùy theo cái phước của người hưởng người ta nhận là cái phần hương linh đó.
Vậy cho mình không nghi ngờ Phật Pháp đâu, tiếp tục tụng kinh, chứ đừng nói sao tụng kinh rồi họ chưa siêu thoát. Cái sức tụng của mình chưa đủ. Thấy không? Vì vậy cho nên thành ra là cái việc để mà mình siêu thoát một hương linh đó trong gia đình của mình không phải một sớm một chiều mà tụng một vài tuần đâu. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi chia sẻ cái câu hỏi, chúng tôi mới nhận được cái lá thư như vậy. Còn cái việc mà Tịnh Thất Quan Âm thì theo như chúng tôi đã đề ra đó là mỗi chủ nhật cộng tu Phật tử về, còn mỗi ngày thì Phật tử bên ngoài đó đi vào tịnh thất để mà cộng tu theo thời khóa mà chúng tôi đã lập ra ban hộ niệm xuyên suốt. Trước khi vô có một 10 phút 6 chữ xong mình đi kinh hành trước, như hồi nãy hôm qua chúng tôi lên hướng dẫn. Khi kinh hành trước xong rồi mình quay vô mình lễ Phật thì cái việc sau khi mình công phu xong một cái thời 2 tiếng hộ niệm rất là khỏe. Do cái cách lễ Phật chúng tôi chỉ cho quý vị đó, hít thở, thân thể đều đặn, tâm nhiếp thủ được Phật hiệu, rồi ba cái. Thứ nhất tâm nhiếp thủ được Phật hiệu, mà cái phòng hộ niệm thì chúng tôi thấy cái từ trường rất mạnh, rất tốt, liên tục 24/24 câu Phật hiệu trong đó. Người mà tâm tán loạn vô đó rồi cũng nhờ cái từ trường đó nhiếp được cái tâm của mình. Thân phải đảnh lễ, nhân qua chúng tôi chỉ đứng lên ngồi xuống làm sao cho thiệt nhẹ nhàng, thư thái, không gấp rút. Hơi thở làm sao điều hòa cho thiệt là nhẹ nhàng thì càng lễ càng khỏe thôi. Thì nguyên tắc người lễ Phật đó là phải là khí lực nó phải mỗi ngày một tăng trưởng, do mình hít thở sâu và mình biết điều tiết về cái khí lực. Rồi thân thể mình đứng lên đứng xuống nhịp nhàng, không có nôn nóng và không có làm cho nó quá là manh động đi. Còn tâm mình nhiếp thủ Phật hiệu thì phải càng lễ càng khỏe chứ. Thân tâm phải càng tráng kiện chứ. Sắc diện nó phải là sáng sạch hồng hào chứ. Do mình tu không đúng cách cho nên mình bị chướng ngại. Cho nên cái cách này chúng tôi tìm ra hôm nay cho đại chúng, đó là cái cách mình lễ Phật làm sao để cho nó thiệt là thoải mái, chứ không có nhanh, không có gấp. Lúc trước chúng tôi đề cái cách ra A-di-đà-phật, 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 làm hai ban như vậy thì chúng tôi thấy cái câu Phật hiệu nó liên tục và nhanh quá, tâm mình không bám được từng chữ, từng câu có mà từng chữ không có. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là khi quỳ thấp xuống úp mặt cũng còn niệm, hoặc là niệm một hơi bốn câu nó ngút hơi. Chúng tôi sáng tu với mấy anh em thấy một câu Nam Mô Di Đà Phật vừa đủ hơi, ba câu A Di Đà Phật vừa đủ hơi. Nam Mô A Di Đà Phật, cái câu nó vừa đủ một hơi, không ngắn không dài không ráng, thì nhờ một hơi một câu đó nó nhiếp vô trong tâm của mình và câu Phật hiệu nó lọt vào trong tâm mình rất là dễ. Cái gì đừng có gồng ráng quá mà cái gì cũng đừng có dùng quá. Đó là cái cách chúng tôi hôm nay đại chúng nên dùng, không nhanh, không nhiều. Làm sao mà nghe rõ ràng, niệm rõ ràng, nhớ cho rõ ràng. Khi niệm danh hiệu Phật là nhớ từng chữ nhưng không có nghe từng chữ cho rõ ràng, nhưng không nhớ từng chữ trong đầu mà nhớ số. Nhớ Nam Mô Di Đà Phật 6 câu mình nhớ số, không nhớ từng chữ mà nghe từng chữ rõ ràng nhưng nhớ số. Đó là cái bí quyết. Nếu hà hành được thì thấy cái bí quyết của niệm Phật. Nếu mình nhớ từng chữ thì niệm chữ A nhớ chữ A, niệm chữ Di nhớ chữ Di trong đầu mà không nhớ số thì sai với cách tổ chỉ. Nghe từng chữ từng câu rõ ràng phân minh, âm thanh phát ra lọt vào tai. Một câu cũng như thế, trăm ngàn câu cũng như thế, nhớ số thì chắc chắn là tâm là phải quy nhất, lâu ngày sẽ được nhất tâm bất loạn, niệm Phật tâm muội. Nhưng chúng tôi khuyên lại mỗi người nên là trì thần chú để bi 108 thì càng tốt. 3 năm mà 108 thì phải thành tựu chú đại bi. Dầu cho bị vọng tưởng đi nữa nhưng mà đừng có bỏ, thì lâu ngày chạy tháng vô công phu là không còn vọng tưởng. Bởi vì cái lực trì của chúng tôi theo cái tốc độ không nhanh không chậm, không lớn không nhỏ. Như hôm qua chúng tôi vô trì với mấy anh em buổi chiều đó, mở cái âm thanh nó lớn quá, nó bị chát tai khó chịu, vừa nhỏ để mình tụng theo nghe được âm thanh của mình. Thì chúng tôi nghĩ là quý vị ngồi trên ghế không chấp tay mà trì thần chú đại bi theo cái máy 50 biến là vọng tưởng nó sẽ bớt, do cái lực mình trì nhanh. Khi xong đó rồi mình xuống mình công phu thì nhờ cái công phu trì chú đó nó sẽ đẩy mình đi vào công phu niệm Phật, không thể bỏ trì chú được. Đó là chúng tôi khuyên. Hôm qua chúng tôi nói ban hộ niệm á, là hồi trước giờ chỉ đi hộ niệm thôi chứ không có trì chú đại bi. Thì một là buổi chiều ra ngoài đại chúng thì càng tốt. Còn không ở nhà phải giữ 50 biến bằng với tổ sư Ấn Quang là mỗi ngày 50 biến. Đó. Rồi nếu mà thêm được thì 75 biến, sáng sớm thức dậy 25 biến nữa thì càng tốt.
ngày có lúc 75 biến, 50 biến, mà thỉnh thoảng bận lắm mới 25 biến thôi. Nếu ai 108 thì càng tốt. Nếu mà trì được thần chú đại bi này thì không chết những cái chuyện mà bất đắc kỳ tử, không sanh vào những cái chỗ mà xấu ác, chỉ có sanh vào ngay chỗ nơi thiện sanh, là cái nơi sanh tốt lành. Nơi sanh tốt lành đó là cảnh Phật. Vì vậy cho nên ra hôm nay thì chúng tôi nhân cái tiện nó bị trục trặc về cái việc máy chúng tôi, chứ còn mạng phát tốt, thì chúng tôi lên trên này phóng sanh thì trả lời câu hỏi với cái vài lời chia sẻ với đại chúng. Giờ chúng ta vào làm lễ phóng sanh A Di Đà Phật. Giới hương định hương giữ hội hương giới tốt giải thoát trì kiến hương quang minh văn đại biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Này các loài chúng sanh, từ đời vô thủy đến nay, chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên phải sanh lưỡi tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mang thân xúc sanh sống chết gửi trên giao thất, may thay hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành, gặp được người cứu mạng. Chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật Pháp, vậy giờ đây các vị nên phát tâm quy y tâm bảo và sám hối nghiệp chướng, và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dương chi tình thủy biên sai tam thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức thị tại thiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lộ hoa tạng giới ca trung vô sử bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyên trừ nội ngoài đảng địch đàn tràng sải khô một nhi tán dương xuân kiết quê ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thánh phàm ưu hiển tổng thanh lương Bồ Tát liễu đầu cam lộ thị năng linh nhất đích biến thầm phương tinh chiên cấu ế tận triêu trừ phổ sải pháp viên tất thanh tịnh. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắn Ra Đán Na Đa Ra Dạ Dâm. Thượng Bán Ra Gia Bồ Đề Tánh Đọa Bà Gia Ma Ha Tánh Đọa Bà Gia Ma Ha Ca Lộ Ni Ca Gia Án Tán Bạn Ca Phạt Về Sổ Đát Na Đáng Thỏa. Nam Mô Tăng Kiến Lần Đỏ Y Mông A Rì Gia Bà Lô Yến Đế Thân Ở Phần Ca Lăng Đà Bàm A Bằng Đa Sa Mê Tăng Bà Tha Đậu Du Bằng A Thề Dừng Tát Bà Tăng Đa Na Ma Bà Đà Ma Phạn Đàng Đầu Đáng Thiền Thán A Bà Lô Hệ Lô Ca Đế Ca Đa Đế Di Hê Rị Ma Ha Bồ Đề Tăng Đoa Tăng Bà Tăng Bàm Ma Hê Kỳ Đà Dân Cô Lô Yên Mông Đồ Đô Đồ Đô Phạn Sa Gia Đế Ma Ha Phạn Sa Gia Đế Đà Ra Đà Ra Địa Rị Ni Thắng Phần Ra Gia Gia Ra Gia Ra Mà Phạn Ma Ra Mùng Đế Lệ Y Hê Y Hê Thắng Na A Ra Xâm Phần Ra Xá Lời Sa ya ho lo ma ra ho lo he re ta ra ta ra tăng re to ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đa ya bồ đa ya di đế re ya na ra cần đề đề re sắc ni na ba ya ma na ta ba Tất đà dạ ta bà ha tấn đà du nghệ thân bàn ra dạ ta bà ha na ra cần thì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tấn ra tặng một khư gia ta bà ha ta bà ma ha tấn đà dạ ta bà ha dạ kiến ra tấn đà dạ ta bà ha
ta ba na ra cận đi bằng đà ra dạ ta ba ha ma ba ri sẵn yên ra dạ ta ba ha nam mô hắn ga đáng na đà ra dạ dạ nam mô a ghi dạ ba lô yết đế thước bằng đà dạ ta ba ha hắn tăng điện đô bằng đà ra bằng đà dạ ta ba ha hắn tăng điện đô ta ba hán thân điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta ba hán này các loài chúng sanh kia các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh hướng tâm về tam bảo và đường trở lại làm người đầy đủ gầm chánh pha ba tình sau cùng nguyện thiết ca chuyên niệm phần di đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi băng thôi để độ tầng chúng sanh. Đồ phẩm Bồ Tát A Nam Mô Tịnh Đồ phẩm Bồ Tát A Nam Mô Tịnh Đồ phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát A chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các người trướng lòng thần trùng lắm nên đời này chìm đắm sông mê tu trì gây bao tội ác lại về mang thân sống đo đại chén thường đau khổ lòng quệ sừng có đỡ đường đau. Dù là bài trước lần sau lưới vây tên bắn mong câu thả mồi ta càng bắn cùng hơi phun đồng lúc đó dù kêu không ai thương hồn còn vang phân nấu rang son nồi muôn phần chén ai người cầm chẳng may sao nhờ các vị thiên nhân cứu cho người được thoát thân đến đây lại được nhờ ơn phép màu vậy người kịp hồi đầu quy Phật song trong lòng quy pháp quy tăng ánh lòng sám hối tăng tâm nhẹ nhàng nay các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gống là tham sân si từ tháng miệng ý mà sanh ra hôm nay phán tâm xin sám hối này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y phần lương túng tung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp ly dục mà tung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng chúng tung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phật không đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy pháp không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng không đọa bàn sanh nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma hạ tán nam mô đa bảo như lai nam mô bảo thắng như lai nam mô diệu sắc thân như lai nam mô hoàng bán thân như lai nam mô ly bố ý như lai nam mô cam lồ vương như lai nam mô a di đà như lai a quy mạn lễ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh đấng từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô 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 a di đà phật
Đà Phật Nam Mô A Di 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 Đà Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 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 Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Vương Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Phóng sanh cộng đấng thù thắng hành vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tông vạn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tâm chứng từ huyền đạo huyền đắng trí huệ chân minh liệu phổ huyền tội chướng tăng tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung Cơ phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh Bân thôi Bồ Tát vi bàn lữ nguyện dĩ thử công đấng Phổ cầm ư nhân thiết ca ngà đằng giữa chúng sanh Giai cộng thành Phật đạo Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng Minh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Liên Tòa Chứng Minh Phục Nguyện Thượng Chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thế Dân An Thiên Hạ Thải Bình Chúng Sanh An Lạc Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng trang nghiêm cõi nước Phật A-di-đà Trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường Những người thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng Cầu an cho các chúng sanh đang bị dịch bệnh Corona trên toàn thế giới Và cầu an cho đệ tử chúng con cùng tất cả thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh Cùng cầu an cho tất cả chư vị Phật tử đang dân sớ cầu an dưới đây. Cầm cầu an Phật tử Nguyễn Tiến Dũng, Pháp danh Thiện Phát Nguyễn Ái Xuân, Pháp danh Diệu Thanh Nguyễn, Mộc Tân Nguyễn Thái Tuệ Anh, Nguyễn Văn Chuông, Phật tử Nguyễn Xuân Sáng, Hành Căn 34 tuổi, Cặp Kỳ An Phật tử Phạm Thị Tiết, Phật tử Đào Tăng Thành, Đào Tấn Công, Đào Văn Minh Sơn, Trà Thị Thị Liên, Trần Thị Mỹ Hạnh cùng tất cả đệ tử chúng con, đại chúng tịnh thất, quan âm và khu chiên tu được thừa hưởng công đức phóng sanh này mà thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ song tu, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu siêu cho tất cả chúng sanh đã chết vì dịch bệnh corona, cùng cầu siêu cho cụ ông Trần Khư Pháp danh Thiện Chánh, cụ bà Nguyễn Thị Ngài Pháp danh Sa Di Ni Liên Phương, Nguyễn Thị Nguyệt Pháp danh Bình An và cầu siêu cho chư vị hương linh vong linh đang dân sớ kỳ siêu dưới đây. Cặp kỳ siêu Phạm Thị Thanh Xuân mất tại Cộng hòa Liên bang Đức,
hưởng dương 49 tuổi. Cùng Phạm Thị Thanh Xuân, pháp danh Pháp Hạnh, mất tai nạn xe ngày 24 tháng 6 2020. Cùng cầu siêu cho Nguyễn Thị Trúc Đào, pháp danh Hương Trúc, Quỳnh Thị Năm, pháp danh Liên Tịnh, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Gạo, Nguyễn Văn Dây, pháp danh Ngưu Bùi, ca cùng tất cả chư vị hương linh, vong linh, cửu quyền, thất tổ, thập nhị loại, cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và chư vị hương linh thai nhi, cùng tất cả chư vị hương linh có duyên với chúng con và các chư vị quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp đã bị chúng con cố ý hoặc vô tình hoặc suối người sát hại. Hôm nay chúng con đem tất cả công đức phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sớm được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phổ nguyện ân sư dưỡng dục phụ mẫu sinh thành đàn na tín thí tăng ích phước điền âm siêu dương thể pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, từ bi Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Từ bi Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển, từ bi Tăng. Xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng tất cả không ngại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.